đất miền Tây mang những sắc màu độc đáo. Một trong số này chính là chợ Tết trên sông. Cũng giống như trên bờ, chợ Tết trên sông họp từ rất sớm. Những chiếc xuồng ghe nối đuôi nhau chở theo các mặt hàng phục vụ cho người dân. Trên bến dưới thuyền, không khí háo hức với đầy đủ thực phẩm dân dã, cây nhà lá vườn. Nhìn thấy cảnh sắc giản đơn nhưng là phong vị đặc sắc, góp phần làm nên sắc xuân miệt vườn. Đây cũng là chủ đề của nhịp sống ngày mới mùng 2 Tết Giáp Thìn. Năm mới, kính chúc quý khán giả mọi điều như ý, thịnh vượng, hanh thông. Hình ảnh đi chợ hoa, gói bánh, làm mứt trở thành những ký ức không thể quên của những người con đất Việt. Lắng nghe kỳ vọng đầu năm của những thương hồ khi ngày ngày bồng bềnh gạo chợ nước sông. Năm nay, trái cây khắc chữ độc đáo cho ngày Tết giúp nhà vườn thắng lớn. Du lịch sinh thái miệt vườn rộn rã đón khách du xuân. Năm 2024, trang tin du lịch thế giới cho biết trải nghiệm ẩm thực là xu hướng du lịch của năm. Nhịp sống ngày mới cuối chương trình ghé thăm Bình Thuận khi Tết này nơi đây triển khai nhiều dịch vụ để bắt kịp xu hướng. Với hơn 54.000 cây số chiều dài của mạng lưới sông rạch, vùng Tây Nam Bộ là nơi chứa đựng nền văn minh văn hóa sông nước đặc trưng. Một trong số này là chợ nổi. Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng, ta dẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn. Em treo vẹo cái răng ba láng, ta thương hồ dằm sáng Cần Thơ. Chợ nổi từ lâu đi vào thơ ca nhạc họa, đây là nét riêng chỉ có ở miền Tây. Và chợ Tết trên sông còn chất chứa bao điều độc đáo, bao cảm xúc khó lòng đong đếm. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ được hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, nằm ở đoạn gần cầu Cái Răng, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 7 cây số. Năm 2016 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chợ nổi Cái Răng có khoảng 250 cho đến 400 tiểu thương tham gia mua bán thường xuyên. Đây là nơi giao thương các loại hàng hóa nông sản và là biểu tượng văn hóa độc đáo của miền Tây sông nước. Thời điểm mới, khách đến với chợ nổi đông hơn nên kinh doanh của bà con cũng có nhiều khởi sắc. Ở đây là thích lắm, miền sông nước vui đẹp. Ở đây với đủ loại âm thanh của hàng trăm ghe tàu, nhiều thương hồ ghe xuồng khắp nơi ghé đến, số lượng hàng hóa cũng tăng lên gấp nhiều lần. Cũng từ đó thời gian họp chợ cũng kéo dài thêm. Tàu chú huyện mà một ngày chạy cũng được ba tour, cũng được vài chục người khách. Bên cạnh những hàng hóa ngày thường, những ngày Tết ở chợ nổi còn xuất hiện những mặt hàng đặc trưng như các loại hoa, dưa hấu, trái cây, rau củ, tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc của chợ giữa mênh mông sông nước. Bồng bềnh gạo chợ nước sông, chính lối sông này làm nên cốt cách hào sảng mến khách của dân thương hồ. Bởi thế, trong năm qua, tình hình kinh tế khá khó khăn, có người bám trụ với nghề, nhưng cũng có thương nhân phải bỏ ghe lên bờ kiếm sống. Tuy vậy, ai ai vẫn vẹn nguyên niềm tin, năm mới mọi điều khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Nam là thợ chụp ảnh, do kinh tế khó khăn nên tranh thủ thời gian buổi sáng chạy tàu thuê. Năm nay lượng khách đến chợ nổi ít hơn mọi năm, nên mỗi ngày ông chỉ chở được 4-5 khách, kiếm được từ 40.000 đến 50.000 đồng. Mấy lúc mà vừa qua Tết rồi, chứ mấy tháng hè là chạy được. Đó, như chú chạy phần trăm vậy đó, có nhiêu đâu. Các thương hộ ở đây còn đổi mới, mạnh dạng mở rộng các mô hình như làm hủ tiếu, cốm nổ hay cốm dẹp. Từ sáng sớm, ông Võ Văn Dũng tất bật đi chuẩn bị các công đoạn làm hủ tiếu, để du khách trải nghiệm, thưởng thức ngay tại bè. Du khách tự tay tráng bánh tráng, cắt hủ tiếu và thưởng thức sợi hủ tiếu ngay tại chỗ, nên quầy của ông Dũng lúc nào cũng đắt khách. Mùa xuân, mùa của hy vọng, mùa của đất trời, của sông nước, hòa vào lòng người nô nức.
Ông Nguyễn Xuân Yến gắn bó với sông nước hàng chục năm qua. Dù có những lúc thăng trầm, nhưng ông quyết không bỏ nghề, bỏ thuyền. Với niềm vui của năm mới, ông mong lượng khách đến với chợ nổi nhiều hơn để đời sống của bà con thương hồ khởi sắc trở lại. Mình ăn Tết cũng vui vẻ, cũng đỡ mỗi năm. Chú cũng cho cầu mong cho khách cho nhiều. Cùng với bà Nguyễn Thị Kim Hai từ thổi nhỏ theo ông bà cha mẹ mưu sinh, lớn lên ngay trên sông chợ nổi, và bà cũng không còn nhớ hết bao nhiêu năm ăn Tết trên ghe này. Đúng rồi, có gì ăn nấy nè, tôi cũng tính ăn bình thường, có gì ăn nấy, có nhiều ăn nhiều. Dù có lúc thăng, lúc trầm, nhưng những thương hồ vẫn song hành cùng đời sống của bà con miền Tây Nam Bộ, mang những nông sản tươi rói của vùng đất chính trồng tỏa đi khắp nơi. Tất cả điểm tô cho dòng sông mùa xuân thêm rực rỡ sắc màu. Chợ nổi Cái Răng cũng là điểm tham quan du lịch được thành phố Cần Thơ đưa vào đề án bảo tồn. Khách ghé qua vùng đất Tây Đô giờ đây còn tìm về thiên nhiên để trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Trong dịp Tết Nguyên Đán, ghi nhận lượng du khách đến tham quan ngày càng tăng. Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, thành phố Cần Thơ có nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách đến trải nghiệm. Làng du lịch Mỹ Khánh, Ông Đề, khu du lịch sinh thái Tuấn Tường thu hút đông khách đến vui chơi. Đây là lần đầu tiên em tới đây, nhưng mà em cảm thấy rất là thích thú tại vì được tự tay trải nghiệm câu tôm ở đây, được tham quan vườn vú sữa. Năm nay các khu du lịch sinh thái ở Cần Thơ còn tổ chức nhiều chương trình phục vụ khách như bánh dân gian, trò chơi dân gian tái hiện chợ nổi miền Tây. Bên cạnh đó còn tái hiện khung cảnh Tết quê, lưu giữ hồn Tết Nam Bộ. Hiện tại bây giờ thì thấy là có nhiều khu vực đẹp để chụp hình, check-in, trò chơi cũng đa dạng. Việc đầu tư bài bản tại các điểm du lịch sinh thái mang đến sự mới mẻ, hấp dẫn cho du khách trong dịp Tết này. Tham quan khu du lịch sinh thái miền Tây Nam Bộ ngày Tết, ai ai cũng sống sang, nhung nhớ trong lòng, bởi mỗi nơi đều dành một góc trưng bày giới thiệu đặc sản vùng, nhựa Bến Tre, chợ Tết rất nhiều sản phẩm từ dừa truyền thống và sáng tạo. Ở Đồng Tháp thì nhắc nhiều đến những loài hoa khoe sắc. Người miền Tây chuộng các loài hoa mộc mạc, màu rực rỡ, tên mang nghĩa tốt đẹp để trưng trong ba ngày Tết, phổ biến là cúc mâm xôi, vạn thọ, cát tường, mai vàng. Một trong những chợ hoa nổi tiếng của miền Tây là chợ hoa Sông Tiền ở Vĩnh Long. Trong những ngày họp chợ, nơi này trở thành một bến xuân với thảm hoa đa dạng màu sắc, cảnh đẹp trên bến dưới thuyền nhộn nhịp với đám đông mua bán sôi động. Xuồng ghe đông đúc trên sông, rời bến và cập bến mang theo những đợt hoa từ các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Chợ Lách đến chợ. Người dân, du khách cũng tấp nập vừa mua hoa vừa ngoạn cảnh, chụp ảnh. Hay chợ hoa Cao Lãnh tại Đồng Tháp mở cửa trong cả tháng Chạp với đủ các loại từ các vùng hoa nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chợ vừa mua bán hoa và cũng vừa phục vụ nhu cầu tham quan du lịch. Những ngôi chợ có từ rất lâu đời là trung tâm mua bán hoa Tết của cả một vùng, cũng là điểm đến đáng trải nghiệm, mang lại sắc xuân rực rỡ cho đồng bằng Nam Bộ mỗi khi xuân về. Người nông dân, người lao động miền Tây một nắng hai sương, cả năm làm lụng vất vả, để rồi đến cuối năm đem ra chợ những sản vật ngon lành mà mình chăm chút suốt năm qua. Nào là cát hòa lộc, quýt đường cái bè, vú sữa Vĩnh Kim, nào bưởi Nam Roi, nào dừa dứa Bến Tre, tôm khô, mật ong gác kèo Cà Mau, rồi cá được thốt nốt An Giang. Riêng với mặt hàng trái cây, ngày đầu năm ghi nhận một số mặt hàng giá tăng dựng đứng, lập đỉnh lịch sử, giúp nông dân thu lợi lớn. Xuân này thì người nông dân trồng các loại trái cây tạo hình, in, vẽ chữ thư pháp, đón Tết cũng sung túc hẳn ra. Năm nay, anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp chọn giống bưởi ruby da xanh, ruột đỏ để tạo hình khắc chữ. Anh Hoàng cho biết, để tạo ra một trái bưởi có hình dáng đẹp, bắt mắt, từ lúc bưởi ra hoa đến khi thu hoạch, mất hơn 5 tháng để chăm sóc. Mỗi cây anh chỉ để cho 10 trái tạo hình khắc chữ. Năm nay, anh Hoàng sản xuất hơn 150 cặp, giá mỗi cặp hơn 1 triệu đồng. Với sự nhạy bén và chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, anh Nguyễn Văn Hoàng nâng cao giá trị kinh tế của trái bưởi, tăng thu nhập cho gia đình.
Dừa bonsai là loại cây dừa cảnh kích thước nhỏ được nhiều người yêu thích bởi sức sống mãnh liệt, dễ bày trí trong nhà. Loại trái này còn hút khách vì giá thành phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Hiện loại dừa cảnh này đang được chào bán trong tầm giá từ 250.000 đến 300.000 đồng một chậu. Cá biệt những cây dừa bonsai thủy canh sở hữu bộ rễ dài trắng nõn, có khi còn được rao bán với giá hàng triệu đồng. Cũng tại tỉnh Đồng Tháp, suốt 18 năm qua, ông Trần Văn Cưng, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp gắn bó với dưa hấu tạo hình. Ông cũng là người tiên phong tạo dưa thỏi vàng, hình vuông, năm nay thương lái cũng thu mua hết. Bởi dưa ông luôn đạt chất lượng, mẫu mã đẹp, thời gian chưng kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Dưa hấu thỏi vàng hình vuông loại 1 được thương lái bao tiêu với giá ổn định 1 triệu rưỡi một cặp. Loại 2 có giá từ 600.000 đồng cho đến 900.000 đồng một cặp. Hương vị Tết đồng bằng sông Cửu Long cũng là một nét chấm phá độc đáo trong dòng chảy văn hóa miền Tây sông nước. Người con miền Tây khó ai quên hương vị của món bánh tét, thức quà truyền thống gợi nhớ cội nguồn mỗi dịp xuân về. Theo thời gian, mức sống, khẩu vị, nhu cầu của thực khách ngày càng cao, nên bánh tét cũng từ đó mà có nhiều đổi mới. Nếu như đòn bánh tét truyền thống được thực hiện khá đơn giản, với lớp nếp bao quanh nhân mỡ, hành, thì bánh tét lá cẩm, lá dứa được nhuộm tím xanh phần vỏ bánh. Phần nhân là những nguyên liệu hấp dẫn như tôm khô, trứng muối, lạp xưởng. Gia đình chị Lê Đường Tuyết Vân ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có 60 năm trong nghề nấu bánh tét cho biết, để có những đòn bánh tét lá cẩm như ý, khi làm phải tuân thủ nghiêm ngặt các khâu từ chọn nguyên liệu, cách gói và nấu. Lá chuối gói bánh không được non hoặc già quá. Nồi bánh tét luôn được nấu bằng củi, như thế bánh mới chín đều từ ngoài vào trong. Khi mà nấu rồi cái mình tắt lửa thì còn có khoảng 1-2 tiếng nữa mình vớt, rồi mình có nhờ cái than nó nhiều quá nó ôm lại, bánh nó cũng mau chín. Và mỗi dịp Tết, bánh tét lá cẩm được nhiều người ưa chuộng. Những vị khách phương xa cũng tìm đến với hương vị của xứ Tây Đô. Màu vàng tươi, mềm, xốp, thơm mùi trứng, Tết đến hương vị bánh bông lan càng thêm đậm vị, khiến ai đi xa cũng nhớ về quê nhà. Gần 50 năm kinh nghiệm trong nghề làm bánh, bà Trần Thị Thu Thủy ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, để bánh có màu sắc đẹp, hương vị thơm, mềm, xốp thì phải trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ. Từ việc chọn nguyên liệu đến cách đánh bột, khi nướng, than bếp phải thật đượm để bánh nở phồng to và thơm. Bánh đạt tiêu chuẩn phải nở bung như cánh hoa mai và có màu vàng ươm trên bề mặt. Phần dưới bánh có màu vàng đậm. Giờ đây dù có nhiều loại bánh Tết hiện đại, nhưng bánh bông lan dường như là món không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người miền Tây. Từ đôi bàn tay khéo léo của mình, cứ đến giữa tháng chạp hàng năm thì bà Nguyễn Thị Phụng ở xã Tân An Luôn, huyện Phụng Liêm, tỉnh Vĩnh Long lại tất bật cả ngày để làm ra những mẻ mứt dừa, mứt gừng, mứt chùm ruột thơm ngon. Trước đây bà làm bánh mứt chủ yếu để tặng người thân, nhưng khoảng 10 năm nay, các món mứt của bà Phụng được nhiều người biết đến bởi hương vị thơm, mềm, béo lạ miệng. Là thanh niên, nhưng anh Trần Vĩnh Phú lại vô cùng khéo léo. Các món bánh mứt quê anh tự làm nhà, vừa thơm, ngon, tươi mới. Tuy đây không phải là nghề chính, nhưng vì đam mê anh học được, làm được, phụ giúp gia đình lúc rảnh. Mứt Tết là một nét văn hóa ẩm thực của ngày Tết dân tộc. Các món mứt ở Nam Bộ có hương vị đậm đà, ngọt ngào, nhiều sắc màu xen lẫn, phong phú và đa dạng, góp thêm hương vị ngọt ngào cho nhiều gia đình trong những ngày Tết quê hương. Cứ ngỡ những món bánh mứt quê ngày Tết truyền thống mất dần chỗ đứng, vậy mà di tích quê vẫn chiếm một góc vững vàng trong ngày Tết quê hương. Từ những đòn bánh tét lá cẩm, bánh bông lan, các loại mứt mang hương vị của quê hương đất trời như thể hiện mong ước về một năm mới ấm no hạnh phúc và còn gợi nhớ những phong tục văn hóa của người Việt. Tết đến xuân sang, cùng gói lại những nhọc nhằn lo toan của năm cũ để mở lòng đón đợi và hy vọng một năm mới bình an đến với tất cả mọi người. Những nội dung tiếp theo trong chương trình: tháng 1, ngành nông nghiệp xuất siêu kỷ lục gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Nông trại lúa hữu cơ ở Đồng Tháp hút khách du lịch.
trải nghiệm ẩm thực là xu hướng du lịch của năm 2024. Thưa bà con, giá cà phê đầu năm nay sắp chạm mốc 80.000 đồng một ký. Đây là mức giá cao chưa từng có trong lịch sử. Sầu riêng giá giọt lên 130.000 đến 185.000 đồng một ký. Nhà vườn có thể lời từ 2 tỷ trên 1 hecta. Ngày tháng đầu tiên của năm 2024, xuất khẩu nông lâm thủy sản khởi sắc, ngành nông nghiệp xuất siêu tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó mặt hàng nào xuất khẩu cũng tăng tốc, báo hiệu một năm khả quan. Chỉ trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu hơn 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu cao là nhờ đóng góp của tất cả các nhóm hàng đều tăng. Hoạt động xuất khẩu khởi sắc, nhiều mặt hàng nông sản cũng rủ nhau tăng giá trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thực tế cho thấy, những năm sản xuất nông nghiệp tăng cao tạo thuận lợi để tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế. Ngược lại, nhiều năm nông nghiệp khó khăn, sản xuất suy giảm thì nền kinh tế phải gánh chịu nhiều hệ lụy, mức tăng trưởng suy giảm và phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực xã hội. Từ đó đặt ra vấn đề hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Như theo lời ông Lê Minh Hoang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, muốn có nông nghiệp chuyên nghiệp, phải có nông dân chuyên nghiệp, khởi nguồn từ những con người làm ăn tử tế và có tri thức mới, thì mới có thể tiếp cận và kết nối. Nhiều nông dân chuyển dần theo hướng làm nông nghiệp chuyên nghiệp hơn. Trên cánh đồng ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đang triển khai tích tụ ruộng đất, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước, liên kết trồng lúa theo hướng hữu cơ và áp dụng đồng bộ cơ giới hóa. Nông dân Trần Duy Khánh có 22 hectare đất liên kết với công ty hỗ trợ giống, phân bón, trả chậm cùng trung tâm khuyến nông, khuyến ngư hướng dẫn kỹ thuật để làm lúa hữu cơ. Diện tích lớn nhưng anh chỉ thuê 3 nông dân phụ giúp gieo trồng, còn lại mọi việc đều có máy móc làm. Sau khi máy cày làm đất xong, máy bay không người lái cất cánh trên cánh đồng để bón phân, gieo xạ. Chỉ riêng ứng dụng máy bay không người lái giúp anh tiết kiệm 20% chi phí, tốc độ làm việc của máy bay thay thế cho 30 nhân công lao động. Để tập trung ruộng đất, chống manh mún, việc đẩy mạnh công tác, dồn điền, đuổi thửa. Đơn vị liên kết cùng 3 nhà, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước để sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, áp dụng cơ giới hóa trên cánh đồng mẫu lớn. Từ đó góp phần cho phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Còn nông trại sau đây, rộng 40 hectare, trồng lúa hữu cơ xen kẽ cánh đồng rộng lớn là những ao cá thiên nhiên, trồng hoa, nuôi vịt. Bởi thế mà những ngày lễ Tết, nông trại sản xuất lúa hữu cơ của thanh niên Võ Văn Tiến, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp thu hút rất nhiều khách du lịch. Ở Đồng Tháp, nhiều người không còn xa lạ với cái tên Võ Văn Tiến. Anh nổi tiếng vì mạnh dạn thực hiện khát vọng nâng cao giá trị hạt gạo thông qua mô hình trồng lúa sạch. Tại cánh đồng, anh Tiến còn thiết kế mô hình để du khách trải nghiệm bắt cá bằng tay, ngắm đồng sen, thưởng thức các món ăn dân dã. Hiện tại, gạo sạch Tâm Việt có mặt ở các cửa hàng phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh và còn cung cấp cho người tiêu dùng ở thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội. Ông Lê Minh Hoang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, tâm đắc với mô hình sản xuất lúa gạo sạch và tặng câu slogan gạo ngon từ đất, gạo chất từ tâm. Ông Lê Minh Hoang chia sẻ, 5 năm, 10 năm trước đây, chúng ta đề ra chủ trương làm nông sản sạch, nông sản hữu cơ. Nhưng để bắt tay vào thực hiện thì nhiều người e ngại, kể cả doanh nghiệp lớn, vì sợ rủi ro. Thành ra câu chuyện một lần nữa khẳng định, một thực tế không gì là không thể nếu quyết tâm làm. Tại đây, chàng thanh niên vẫn từng ngày miệt mài trên đồng ruộng, vẫn xem cây lúa là bạn, ruộng đồng là nhà, thiên nhiên trong lành là môi trường sống hạnh phúc. Không nhất thiết phải có đất phù sa tốt tươi thì nơi đó mới phát triển nông nghiệp. Hà Giang, nơi có cao nguyên đá Đồng Văn, đất quanh năm khô cằn sỏi đá, nhưng người dân nơi đây biết chọn lọc cây trồng, làm nông cũng bài bản. Như mô hình sau đây, từ dùng nguyên liệu, quy trình sản xuất cho đến đầu ra đều tạo đột phá vươn ra biển lớn.
Trên những mảnh đất cằn cỗi bạc màu, các thành viên hợp tác xã Ngọc Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cần mẫn cải tạo, vun trồng, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung và đầu tư chế biến tinh bột nghệ. Giám đốc hợp tác xã cho biết, ngay từ đầu, các anh em luôn đặt vấn đề an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Các sản phẩm đều được sản xuất theo quy trình sạch an toàn. Hợp tác xã áp dụng chính sách ưu tiên giá thu mua đối với nguyên liệu nghệ do thành viên, khuyến khích bà con mở rộng diện tích. Với cách làm này, mỗi hecta nghệ, sau 2 năm, người dân thu nhập đạt hơn 100 triệu đồng trên 1 hecta. Bên cạnh việc đưa chất lượng sản phẩm đạt giá trị cao nhất, để bảo quản và mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn rõ ràng cũng được quan tâm. Hợp tác xã lập website bán hàng online, quảng bá sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, nên việc tiêu thụ được duy trì ổn định. Nhờ quản lý chất lượng tinh bột nghệ bài bản, mở ra cơ hội đưa sản phẩm tinh bột nghệ từ làng ra phố. Tinh bột nghệ của hợp tác xã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Sản phẩm OCOP là sản phẩm dịch vụ tham gia vào chương trình OCOP quốc gia. Tất cả đều phải có nguồn gốc thương hiệu, mang đặc trưng về văn hóa, lợi thế của từng tỉnh thành. Tại Hậu Giang, sản phẩm OCOP chào xuân bằng sự nhạy bén, nắm bắt yêu cầu của thị trường. Tư duy và sự linh hoạt trong cách làm của nông dân là nội dung có trong tin tức Mekong mùng 2 Tết, phát sóng vào lúc 18:30 hôm nay. Mời quý khán giả đón xem. Thưa quý khán giả, trải nghiệm ẩm thực là một trong những xu hướng du lịch năm 2024. Cơ sở này dựa trên kết quả khảo sát gần 28.000 du khách tại 33 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam chiến thắng ở nhiều hạng mục du lịch ẩm thực. Các chuyên gia có chung nhận định rằng ẩm thực Việt có nền tảng thuận lợi để vươn tầm thế giới, xuất hiện trên những bàn ăn đẳng cấp. Khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về đêm thường rất nhộn nhịp. Du khách đến các nhà hàng hải sản có thể tự tay lựa chọn đồ tươi sống nhờ món ăn nóng hổi được chế biến hấp dẫn. Dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng hầu hết du khách khi đến Bình Thuận đều mong muốn thưởng thức các món ăn địa phương, nhất là hải sản. Hải sản ở thành phố Mũi Né nó tươi lắm, cũng rẻ nữa chứ không có mắc. Rồi kiểu đường xá rồi cũng đông đúc, kiểu đi làm nhiều mệt đó, xong rồi bây giờ đi chơi thì thấy sảng khoái. Biển thì cũng đẹp, vì các món ăn thì cũng phù hợp. Bình Thuận có chiều dài bờ biển gần 200 cây số, cùng với ngư trường rộng lớn, với rất nhiều đặc sản. Điều này góp phần tạo nên sự đa dạng của ẩm thực xứ biển. Món lẩu thả và mực một nắng Phan Thiết được đề xuất xây dựng văn hóa ẩm thực Việt Nam. Gần đây nhất, thanh long Bình Thuận và nước mắm con cá vàng Phan Thiết là hai món đặc sản vừa được xác lập kỷ lục châu Á. Và còn nhiều bình chọn khác, việc được vinh danh khẳng định giá trị ẩm thực Bình Thuận. Cái vị của Bình Thuận đó lại là nó ở cái vị trung vị. Cho nên đó, cái người miền Trung ngoài hay là người miền Nam ra đây ăn đều là hợp khẩu vị. Cho nên đó là một cái lợi thế đó, là phát triển ẩm thực rất dễ tiếp cận với các cái luồng du khách của các nơi đến đây. Theo chuyên gia của Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch ẩm thực mở ra những cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế, đóng góp vào chuỗi giá trị du lịch như nông nghiệp, sản xuất chế biến thực phẩm, thúc đẩy quảng bá văn hóa, giữ gìn di sản văn hóa và tăng cường giao lưu văn hóa. Những ngày đầu năm, lượng khách tăng cao, vì thế việc tăng cường quảng bá ẩm thực cũng giúp mỗi nơi thể hiện bản sắc của điểm đến và trở thành yếu tố tạo sự cạnh tranh cho sản phẩm du lịch. Hãy biết nắm bắt lợi thế của mình để thăng hoa trong năm mới. Nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chúc quý khán giả năm mới may mắn, bình an, thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.